Vụ ba con đốt nhà mẹ đẻ qua lời kể của hàng xóm, làng tôi chưa bao giờ xảy ra sự việc đau lòng đến thế. Vụ việc ba người con gái mua xăng về nhà đốt mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn khiến nhiều người dân cảm thấy ám ảnh. Hơn một ngày sau vụ việc ba người con gái tẩm xăng đốt nhà mẹ đẻ ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, tỉnh Hưng Yên, người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi kể lại sự việc. Lúc tôi đến đã thấy bà Đê cùng ba người con gái của bà đang cãi nhau rất to. Mặc dù có rất nhiều người hàng xóm đứng ra khuyên ngăn, nhưng mâu thuẫn giữa mẹ con bà Đê vẫn rất căng thẳng. Do không can thiệp được nên con dâu của bà Đê đã phóng xe máy đi mời họ hàng đến nhà để nhờ đứng ra giải quyết. Cùng lúc đó, con gái thứ ba của bà Đê đã mang một can xăng 10 lít, bên trong có 5 lít xăng, vào nhà rồi gọi bà Đê vào trong nói chuyện. Lúc đó cô này nói với mẹ, mẹ vào đây bọn con xin lỗi mẹ. Bà Đê không vào nhưng bị ba người con gái kéo vào. Sau đó bà Đê vào trong thì cô con gái thứ ba đã đổ xăng ra nền nhà. Nền nhà được lót bằng tấm xốp, rồi lấy một chiếc túi ni lông châm lửa đốt. Chỉ một giây sau đó, ngọn lửa bao trùm cả căn nhà. Lửa lúc đó cháy rất to, chúng tôi cứ nghĩ mấy mẹ con của bà Đê đã không qua khỏi. Tuy nhiên, một lúc sau, tôi thấy con gái cả của bà Đê chạy từ trong ra. Nhìn cô ta lúc đó như một ngọn đuốc. Rất may, cô gái ấy đã được chúng tôi cấp cứu kịp thời. Sau khi khống chế được ngọn lửa, chúng tôi mới lần lượt đưa từng người ra ngoài, anh Tê kể lại. Anh Tê cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, bao gồm bà Đê và 3 người con gái, con trai của bà Đê, lúc này đang ngủ ở trên tầng 2. Chúng tôi ở ngoài múc nước hắt vào trong, còn con trai của bà Đê sử dụng chăn để dập lửa. Từ xưa đến nay, ở làng tôi chưa bao giờ xảy ra sự việc đau lòng đến như thế. Mỗi lần nghĩ lại hình ảnh ba người con của bà Đê kéo bà vào trong rồi đổ xăng châm lửa đốt, tôi rất ám ảnh, anh Tê nói. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc là do gia đình này đã không thống nhất được về cách phân chia tài sản. Nhiều năm trước, vợ chồng bà Đê có mua một miếng đất ở ngoài mặt đường. Sau đó, cậu con trai đã xây nhà mới và đón bà Đê về ở cùng. Còn ngôi nhà cũ ở trong xóm hiện tại không có người ở. Vài năm gần đây, bà Đê định chia quyền thừa kế cho cậu con trai cả miếng đất ngoài mặt đường. Còn miếng đất trong xóm thì chia đều cho ba cô con gái. Tuy nhiên, sự việc đã bị ba người con gái phản đối, từ đó giữa mẹ con bà Đê liên tục xảy ra to tiếng. Còn các bạn nghĩ sao về sự việc trên thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho tụi mình biết với nha. Và mình là Phương Thảo, các bạn đừng quên like, share, ủng hộ SNews chúng mình.